Hello, xin chào tất cả bạn. Thì dạo gần đây có rất nhiều bạn inbox cho mình hỏi là anh có bán 10k các vàng không? Anh có em mua 13 triệu anh có bán không? Thì ok, hôm nay mình trả lời luôn với các bạn là 10k thì các bạn mua được bao nhiêu vàng và 10k sẽ mình có bán hay không nhá. Thì nói luôn là 10k mình bán nhá. Đấy thì đúng giá thôi. Đấy thì hiện tại có một bạn đã mua vàng với giá 10k. Thì ok, mình sẽ bây giờ mình sẽ lạp trực tiếp cho các bạn xem là mình lạp nhá. Ok, thì ở cái clip bán ngọc ấy thì có một số bạn bảo là mình sắp đặt. Đấy thì nói chung là mình không sắp đặt đâu nhá các bạn. Kiểu như là trước mình có quay cái mà để bán cho anh em ấy, thì đấy cái ạc đấy thì các bạn biết như thế nào không? Như nào thế nhỉ? Cái ạc đấy thì mình đã bán cho một bạn rồi nhá. Thì mình đăng lên thì thỉnh thoảng vẫn có bạn mua, chứ có phải là mình đăng lên không ai mua đâu. Đấy nên mình đã mua mình đã bán ạc đấy và hiện tại bạn ấy còn đang cần mua ngọc với số lượng lớn của mình nữa. Ok, đấy mình đã lạp thành công rồi, bây giờ xem địa điểm của bạn ở đâu. Ok, ở đâu, giao dịch ở đâu, ở đâu, vãi. Thanh niên kia được nàng carrot cu 20 giao dịch nhóc két. Đấy thì mình bán vàng với giá x1 K3 nhá. Nói chung là bán tất cả với mệnh giá luôn. Đấy, nên anh em cứ yên tâm. Q22 phải không nhỉ? Tại vì dạo này mình ít vàng mới ít ạc rồi. Nói chung là hiện tại mình đang cần nhập ạc bên xem một số lượng lớn nhá. Giá thanh lý, anh em nào cần tiền chiêu Tết để đi chị gái hay là mua gì thì liên hệ mình nhá. Zalo 0166 440 2943 nhá, ok anh em. Sự cô 2 à cô 20 nhầm định mệnh mà nói quá. Nhóc cô 20 giao dịch nhóc. Ok. Thì x1k3 thì 10k thì các bạn sẽ được 13 triệu. Đấy. Thì mua vàng thì mua bán với mình rất là lợi luôn. Mua nhiều thì mình khuyến mại cho. Đấy. Cô 20 nhỉ. Thì clip của mình có nhiều bạn bảo hay, có bạn bảo không hay, thế thôi nhóc. Ok, bạn này bạn ấy là một thành viên trong PT của mình. Ok, mình sẽ giao dịch cho bạn ấy 13 triệu nhá. Ok anh em, 13 triệu mình bán nhá. Đấy thì hôm nay mình sẽ quay lại clip cho các bạn xem là 10k mình có bán không. Thì mình bán nhá. Ok đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, thì nhiều bạn lại bảo là 10k thì mày bán uy tín, còn 100k mày lại lừa đảo. Mình trả lời luôn là mình không bao giờ lừa đảo nha các bạn. Không bao giờ mình lừa đảo. Đấy. Lừa đảo thì mình sẽ không bao giờ có ngày như ngày hôm nay đâu. Đấy. Hồi trước mình thề là hồi trước mình có lừa đảo. Đấy. Thì trong game mà mới đầu bạn chơi game ấy thì bạn ham phải không? Bạn không muốn cày mà bạn lại muốn nhận được những thứ mà bạn muốn. Đấy. Cứ như ví dụ như bây giờ bạn tự nhiên bạn mượn được một cái link chẳng hạn, bạn quen nó mấy tháng mà bạn làm như nó là anh em. Đấy, khi bạn mượn được link của nó xong rồi bạn bạn lại lại thấy ạc ngon quá, bạn lừa luôn là chặn tin nhắn là anh em trả ra cái gì. Đấy, nên các bạn chú tâm nhá. Thì nói chung mình nói một vài chuyện cho anh em nghe thế thôi. Nếu anh em thấy video hay đừng quên để lại một like, một comment, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Ok. Thì thôi. Bye anh em nha. Bye.